nó hung dữ chứ nó đâu có hung ai. Nhức đầu chóng mặt vợ nó lo cho, cơm ngon canh ngọt vợ nó cho nò. Mà để được làm cha thì nhờ vợ mới có, rồi mắc cái gì mà không sợ nè, đầy đủ lý do. Nếu như sợ vợ là một nghệ thuật vậy thì anh đây là người nghệ sĩ, nhưng lúc vợ bực thì mình năn nỉ chứ đừng cãi lại nó làm chi. Khi vợ liếc mắt là chuyện không hay, vợ im im hỏi không trả lời, ta phải nhìn lại coi làm gì sai chứ để nó điên là khổ nữa rồi. Thường đi thường đi. Hello, xin chào mọi người, mình là Mai Kinh Snap, gia đình làm con và cuộc sống ở Việt Nam. Ok mọi người, hôm nay em sẽ ăn cháo cho mọi người, cháo cá lóc. Trời ơi, em thông báo mọi người ha, em có một con cá lóc và 1,7 kg. Con cá này rất là to luôn, em lấy cái đầu không quay cho mọi người. Trời ơi, mọi người dần nè, cái phần đầu nè, ôi to dữ lắm luôn. Em để nó cháo. Đây là tô cháo của em gồm có nấm, cà rốt. Đây, bây giờ mình sẽ ăn kèm với rau đắng nè mọi người. Đây là mọi người biết rau đắng gì không ạ? Rau đắng đắt ha. Trời ơi, mình sẽ bỏ hết vô tô cháo luôn. Tranh thủ bỏ vô, tại nay mùa lạnh đó mọi người. Nên mùa lạnh quá trời luôn cho nên là mình bỏ vô cho nó chín rau nó nóng. Chứ để lát nữa nó sẽ nguội. Wow, cháo mà rau đắng đắt này nè, nó hết sảy nha mọi người. Ôi, nó mốt khói luôn. Cái này nó vẻ là nãy em trụng trước, mà tại mình để quay cho nó đẹp đẹp nên mình không có, trụng. Chắc có lẽ là mình bị thiếu nước. Đây, mình có một chén nước riêng nè. Đây, nước cháo nha, mình sẽ đổ vô. Ngon quá, bây giờ mình tô quá trời nhiều. Hấp thử nha. Số giác luôn. Bây giờ mình sẽ cái chén nước mắm này một cái phần chấm cá nha. Wow, hết sảy luôn mọi người. Rồi, ok, trước khi ăn em sẽ múc nước nha. Làm từ sáng giờ mọi người. Có lẽ là khát nước dữ lắm rồi. Ok, giờ xin mời mọi người ăn chung với em nè. Cháo cá lóc, rau đắng. Đây là rau đắng đắt nha mọi người. Xin mời. Nè. Wow, có con. Đây là nướng. Cái đầu to quá. Giờ mình sẽ tắm miếng cá này nha. Thật rất là ngọt luôn nha. Nó sảy. Cái đầu quá to luôn. Béo ngậy luôn mà. Cá công nhận ngọt thật ghê luôn rồi. Bán không? Wow,
toàn cục cá lóc mà siêu to luôn. Bán không à? Nó chắc ghê luôn á. Con cá này căng lên đúng thật là 1,7 kg luôn. 1,7 kg hay 1,8 kg nè. 1,7 kg. Đó, 1,7 kg luôn. Giác luôn nha mọi người. Quá to. Người dòng ở đâu nè. Quá, quá luôn. Quá nóng quá. Hôm nay xin mời mọi người cái đầu cá lóc chăm nước mắm. Béo ngậy luôn. Wow, siêu to cẩm đồ. Con này là cá mang cá luôn. Rồi cái bánh này xin mời nha. Cái mang cá nó béo. Quá đã. Hết sạch. Cá gì mà siêu to luôn. Mỡ nhiều luôn. Cá lóc mà cũng có mỡ nữa. Quá trời. Cái đầu siêu to. Nó ăn cái đầu con nó cũng no rồi. Ăn hết cái đầu lắm. Nó quá to luôn. Biết không? Mình có thể là mình ăn tranh thủ cái đầu cá luôn rồi. Nay mùa đông tới rồi. Nó lạnh. Lạnh nó đông lạnh. Mau ngủ ra luôn á. Bớt có giờ cũng rất là. Mm-hmm.
quá chất. Kẹp với heo đắng rồi, nãy cũng tham mọi người ha, rau rau đắng một đống luôn. Hết sức. Quá tuyệt vời.